Chào các chế, hôm nay tôi sẽ mở hộp sản phẩm đó là lăn lách hiệu Gatler của Nga, hàng xách tay. Đây, các chỉ số. Sản phẩm này có hai màu, màu xanh và màu đỏ, thì mùi khác nhau. Sau đây tôi sẽ mở hộp sản phẩm. Đây là hộp màu đỏ. Hạn sử dụng 2021. Mã vạch. Các chỉ số rất rõ ràng, hộp rất đẹp. Mùi rất thơm nhé. Sản phẩm dùng để khử mùi hôi. 50 ml, có hai màu xanh và hồng, hồng cho nữ và xanh cho nam. Đây sản phẩm màu xanh này. Mùi rất thơm, rồi các chế có thể xem đấy. Nữ nào, sản phẩm rất đẹp. Và sau đây tôi check mã vạch. Sản phẩm của shop thì là hàng xách tay, chúng ta vẫn vào phần mềm iCheck thôi. Rồi đây nhé các chế nhé, lăn lách Gatler Pháp này. Rồi ta check sản phẩm. Rồi nhập khẩu Nga. Rồi như vậy là sản phẩm rất đảm bảo. Các chế nhớ ủng hộ shop, đăng ký kênh. Cảm ơn các chế.